Sau ca Honduras với Grenada, 8 giờ ngày 14 tháng 7 2021, CONCACAF World Cup. Chào mừng các bạn đến với chương trình Em Gái Mê Bóng. Honduras với Grenada sẽ chạm trán nhau trong lượt trận đầu tiên của bảng D tại kỳ CONCACAF World Cup 2021. Nhìn vào cặp đấu này, chúng ta có thể sẽ khá khó để nhận định ai sẽ là đội bóng giành chiến thắng. Tuy nhiên, nhận định đây vẫn là trận đấu đáng để xem vì nó ảnh hưởng khá nhiều đến cục diện bảng D trong lượt đấu đầu tiên. Tình hình của Honduras. Honduras nằm cùng bảng D với Qatar, Panama và Grenada. Đối thủ của họ trong trận đấu này, trừ Grenada, cả Qatar lẫn Panama đều được đánh giá khá cao. Thế nên trong trận đấu này, các cầu thủ Honduras phải quyết tâm để giành được chiến thắng. Thống kê về phong độ cho thấy, 4 trận gần đây của họ có 2 trận thua trước những đối thủ mạnh là Hy Lạp và Mỹ. Ngoài ra, còn có 2 trận hòa trước Belarus và Mexico. Nhận xét thì đây là một kết quả không hề tệ đối với đội bóng này. Tình hình của Grenada. Grenada hiện tại chắc chắn sẽ không được đánh giá cao bằng đối thủ của họ trong trận đấu này. Đội bóng này cũng có phong độ không tốt trong khoảng thời gian gần đây. 4 trận đấu gần nhất thì chỉ có 1 trận thắng và 3 trận còn lại toàn thua. Tuy nhiên với mục tiêu đến giải đấu này không phải là đội bóng lót đường, Grenada chắc chắn sẽ không gây ít khó dễ cho đối thủ của họ. Soi kèo, kèo châu Á. Được đánh giá cao hơn đối thủ khá nhiều nên việc nhà cái đưa ra tỷ lệ kèo Honduras chấp 2 quả là vô cùng hợp lý. Honduras gần đây đã có trận thắng trước Costa Rica trong trận tranh CONCACAF Nations League, thế nên tinh thần thi đấu của họ đang dâng rất cao. Với kèo này, anh em nên chọn Honduras để an toàn. Kèo châu Âu. Kèo châu Âu nhà cái đưa ra mức cược nếu Grenada thắng quá cao tới 16.5. Nhìn nhận thì nhà cái đã không còn một sự tin tưởng nào đối với đội bóng bị đánh giá yếu hơn này. Thật ra điều đó cũng là điều dễ hiểu bởi kèo châu Âu không quan trọng tỷ số, chỉ còn Honduras thắng một trái thì họ vẫn là những người chiến thắng. Kèo tài xỉu. Tỷ lệ kèo chấp 2 trái nhưng tỷ lệ kèo tài xỉu chỉ là 2/3. Điều này có vẻ như nhà cái không tin tưởng lắm vào khả năng ghi bàn của Honduras. Thực ra điều đó hoàn toàn có cơ sở bởi trong 5 trận thi đấu gần nhất, Honduras chỉ ghi được có 4 bàn thắng nhưng lại để lọt lưới tới 6 bàn. Trong trận đấu này, lựa chọn Honduras là đội sẽ chiến thắng là điều khá dễ dàng đối với giới điều mộ. Tuy nhiên, bóng đá luôn có những điều bất ngờ và nếu Grenada thi đấu xuất thần, họ hoàn toàn có thể chiến thắng.